Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện sổ tay công lược nam phụ của Hắc Liên Hoa của tác giả Nguyễn Đường siêu cấp điểm. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 35. Thẩm Ân Định sau khi lấy được tiền bán trò chơi nhỏ kia sẽ đãi khách đi ăn một bữa tiệc hải sản to. Nhưng chẳng biết tại sao mà đám tùy châu cứ sống chết không chịu đi, bảo rằng không muốn anh phải tốn kém, cứ chọn bừa một sạp hàng trên phố ăn vặt nhộn nhịp là được. Đoạn đường từ đồn cảnh sát đến phố ăn vặt không quá xa, chỉ mất khoảng nửa tiếng đã đến nơi. Nhưng vì Nguyễn Nguyễn trên lưng anh không chịu an phận nên quãng đường nửa tiếng đã kéo dài thành hơn 40 phút. Đợi khi hai người họ đến nơi, nhóm sáu người tùy châu sớm đã ngồi đó nhìn ngang ngó dọc khắp nơi. Thấy hai người họ bước đến từ xa, ai nấy mắt đều sáng rực nhìn. Tùy Châu lại hớn hở chạy đến đón tiếp, cười hì hì anh thẩm Chị dâu nhỏ cũng đến à. Đây chính là người đã mua cô về từ chợ hoa, Nguyễn Nguyễn có ấn tượng sâu sắc, cong môi cười, tôi nhớ anh, anh tên Tùy Châu. Ồ, anh thầm từng giới thiệu mình với chị dâu nhỏ à, Tùy Châu bỗng dưng thấy xúc động, mở to mắt nhìn thẩm ân rồi dẫn hai người vào bàn. Người đàn ông nhếch môi không bắt được tín hiệu xúc động của Tùy Châu nhưng trong lòng lại dấy lên thứ cảm xúc khó gọi tên. Dĩ nhiên anh sẽ không quên người đưa tiểu tinh quái đến nhà mình là ai, nên việc cô nhận ra Tùy Châu cũng chẳng có gì là lạ. Tuy nhiên lần đầu tiên nghe được cái tên khác thoát ra từ miệng cô mà không phải anh lại khiến anh chợt thấy hơi khó chịu. Ăn của anh, dùng của anh, đụng tay đụng chân với anh, thế mà trong lòng lại tư tưởng đến một người đàn ông khác. Thẩm Ân biết rõ bản thân thực sự thấy không vui chút nào, nhưng lại không nói ra miệng tâm trạng của mình mà chỉ nhìn chằm chằm Tùy Châu. Tùy Châu đang pha trò chọc thiếu nữ vui đến mức cười không ngất miệng rụt cổ lại, tự nhiên thấy lạnh buốt. Nguyễn Nguyễn ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, nhảy xuống khỏi lưng anh, chào hỏi năm người còn lại chẳng chút e dè. Trước lúc đến, Thẩm Ân đã nói với cô sẽ có mấy người bạn đi cùng nên cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Năm chàng trai lần đầu thấy chị dâu nhỏ của mình, lập tức trở nên nghiêm túc, thu lại bộ dáng cà chớn của mình, hai chân đang bắt chéo cũng lặng lẽ bỏ xuống, ưỡn thẳng lưng, đồng loạt hô vang một tiếng, chào chị dâu. Lúc đầu còn tưởng rằng thằng nhóc tùy châu này đùa cợt với bọn họ trong nhóm chat, nào ngờ anh thầm thực sự mang một cô bạn gái đến thật, lại còn là một người đẹp, trông còn xinh hơn cả miêu tả của tùy châu. Tuy rằng tuổi tác non có vẻ nhỏ nhưng cũng không đến mức chưa trưởng thành. Chị dâu, chị trưởng thành chưa vậy, lại còn hỏi thẳng ra thế nữa, sau đó người hỏi bị anh em bên cạnh thúc một cùi trò vào bụng chỉ là non chị dâu có vẻ còn trẻ tuổi nên cậu ta mới nhiều chuyện hỏi vậy thôi, chị đừng để bụng nha, ha ha. Tên bị thuốc cùi trò vào bụng nhịn đau gật đầu. Nguyễn Nguyễn cũng chẳng trách móc gì, còn định mở miệng hỏi sao bọn họ gọi mình là chị dâu thì lại bị thẩm ân nhét một cây kẹo bông vào miệng, đáp lại cô ấy trưởng thành rồi. Cho đến bây giờ, thẩm ân vẫn nhớ lúc thiếu nữ bảo cô hơn 100 tuổi, biểu cảm của anh khiếp đảm đến thế nào. Nếu hôm nay cô còn nói vậy nữa, sợ là đám tùy châu không biết thân phận tinh quái của cô mà lại nghĩ cô điên rồi mất. Để loại bỏ khả năng này, cô không nói câu nào thì vẫn tốt hơn. Món ăn bàn bọn họ gọi rất nhanh đã được đem lên. Một phần can nướng, bảy cân tôm hùm đất cay, một bát canh sườn lớn, hai món nộm, thêm ba món xào, tràn đầy bàn. Cỏ bốn lá tinh bị mùi thơm đánh thức tính ham ăn nên chẳng mấy chốc đã quảng vấn để muốn hỏi ra sau đầu, vùi đâu vào ăn ngấu nghiến. Ban đầu mọi người thấy có con gái ở đây nên còn ăn uống khá lịch sự. Sau đó, bọn họ lại phát hiện chị dâu không hề giữ kẽ với mình, cũng dần bình tĩnh lại, ăn uống mạnh mồm hơn hẳn. Anh thầm, anh như này có phải là bạn trai kiểu bố không vậy? Tôi thấy dạo này trên mạng thịnh hành cái này lắm. Anh thầm bình thường lạnh lùng, xa cách trước mặt họ, giờ lại đang kiên nhẫn bóc tôm, gỡ xương cá cho thiếu nữ, chu đáo hệt như một vị cha già. Tùy Châu xì một tiếng coi thường, cười cười nháy mắt ra hiệu, bạn trai kiểu bố gì chứ, anh thầm của mình phải là kiểu sói mới đúng. Ăn thịt, Nguyễn Nguyễn chỉ lo cắm đầu ăn, không hiểu bọn họ đang nói gì, thẩm ân nghe hiểu liếc mắt nhìn họ nhưng cũng không lên tiếng. Anh đặt con tôm đã bóc vỏ xong vào chiếc đĩa nhỏ đã đầy ú ụ, rồi lấy khăn giấy lau tay, bấy giờ mới cầm đũa lên ăn phần của mình. Không phải anh muốn bóc tôm cho tiểu tinh quái này, chỉ là anh thấy lúc đồ ăn được mang đến, thiếu nữ cầm lấy một con tôm hùm đất cho thẳng vào miệng mà không thèm bóc vỏ. Anh nghĩ chắc có lẽ cô không biết ăn thế nào nên mới đành bóc vỏ giúp cô. Còn về việc gỡ xương cá, chỉ đơn giản là sợ cô ăn nhanh quá mắc ở cổ họng. Khó khăn lắm mới ngồi lại ăn một bữa với nhau, chúng ta làm lon nào. Tùy châu cầm lon bia lên, khí thế bừng bừng, cũng cốc với lần lượt từng người, uống đến khi cả đống bia chỉ còn thấy đáy. Thẩm ân không quen uống bia trong lon, chỉ rót hơn phân nửa ra cốc thủy tinh, sau khi cụm thì nhấp một ngụm. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người bên cạnh, anh quay ra nhìn vào mắt cô, đôi môi mỏng, đẹp mắt nhếch lên, đây là rượu, cô không được uống. Rồi anh cầm cốc nước chanh đẩy sang, cao mày, trẻ con chỉ được uống nước trái cây thôi. Cỏ bốn lá tinh hai tay cầm cốc nước chanh đầy ắp, uống từng ngụm một. Dáng vẻ ngoan ngoãn, vâng lời, khiến trái tim người nhìn mềm nhũn. Má, sao tôi không tìm được cô bạn gái nào ngoan hiền như chị dâu nhỉ? Tùy Châu liên tục than thở, rồi đột nhiên nhích lại gần, nở nụ cười tươi giói, chị dâu nhỏ, chỉ còn có anh chị em gì đó không? Giới thiệu một người cho tôi đi. Thiếu nữ nghe vậy ngẩng lên, đôi mắt hạnh to tròn, ngây ngốc lắc đầu. Cỏ bốn lá vốn đã rất hiếm, mà cỏ bốn lá biến thành hình người lại càng ít ỏi, không có mấy. Trong một trăm năm ở trong núi sâu, Nguyễn Nguyễn cũng chưa từng gặp cỏ bốn lá tinh khác. Vậy à, Tùy Châu như trái bóng cao su xì hơi, ủ rũ không nói gì nữa. Ngược lại, đám kia lại ghét bỏ dịch ghế cách xa anh ta, tặc lưỡi chép miệng, làm anh em bao năm như thế, không nhìn ra Tùy Châu cậu lại có sở thích như vậy đấy. Đến cả anh em của chị dâu nhỏ mà cậu cũng không buông tha, đúng là điên rồi. Tùy Tiểu Châu à, không phải bọn này kỳ thị sở thích của cậu. Chỉ là mấy anh em bọn này đây đều thẳng cả nên vẫn còn bỡ ngỡ lắm. Tùy Châu bối rối chớp chớp mắt, sau đó phát điên, muốn đánh người, mặt đỏ ửng, gào thét, ông đây cũng là thẳng, thẳng hơn cả sắt thép. Mới nãy chỉ buột miệng nói thế thôi, đám rùa con các cậu ngứa đòn đấy à. Tùy Châu thấy ánh mắt cảnh cáo của Thẩm Ân bắn đến, lập tức im miệng. Anh ta quên mất chị dâu nhỏ vẫn còn đang ở đây, sao có thể nói năng thô tục vậy được. Một bữa cơm ồn ào cứ trôi qua như vậy, Thẩm Ân đứng dậy đi tính tiền. Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm rượu trong cốc rất lâu, ánh mắt đầy mong đợi, nhân lúc thẩm ân không có mặt, cô cầm lấy cốc thủy tinh của anh lên, quan sát cẩn thận. Bia trong cốc vẫn thừa non nửa, đưa lên gần mũi lại không người thấy mùi gì. Chị dâu nhỏ, chị muốn uống rượu à? Tùy Châu thấy thiếu nữ gật đầu như gà mổ thóc, tiếp tục dụ dỗ hay là uống thử một ngụm xem. Nhưng thiếu nữ trần trừ vài giây, tay níu lấy cốc thủy tinh, nhỏ giọng nói thẩm ân không cho uống thử một ngụm đi, anh thầm không biết đâu, bọn này sẽ giữ bí mật cho chị. Tùy Châu xua tay, cười giống y như sói xám lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ. Vậy là có bốn lá tinh thực sự cầm cốc lên uống ực một ngụm, bị sặc ho cả da, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, khụ khụ khụ, không ngon. Ai cho cô uống, đôi chân dài của người đàn ông đã bước đến trước mặt, chân mày nhíu chặt không vui. Tùy Châu đã sớm ngồi thẳng dậy, ra vẻ không liên quan đến mình. Cỏ bốn lá chột giả, vội đặt cốc xuống lắc đầu, không uống không uống, mới liếm một ngụm thôi. Thấy sắc mặt anh tối đen không thay đổi, cô nghĩ đến một câu thoại trong phim rất hợp với tình cảnh này. Học theo nói, tình nồng, uống một hơi, tình nông, liếm một ngụm. Thật đó, tôi mới liếm một ngụm thôi. Ngoặc kép, mấy người ở đó đều không nhịn được cười phá lên. Tùy Châu vừa gạt nước mắt vừa nói với thẩm ân mặt mày đen xì, anh thẩm, anh nhặt đâu ra chị dâu hài hước này thế? nói anh em nghe nào, để hôm khác tôi cũng đi kiếm một người. Thẩm ân hất cái tay trên vai ra, vác thiếu nữ lên rời đi. Nhìn bóng lưng hai người xa dần, có người cảm thán tốt quá. Có người ở bên cạnh rồi, cuộc sống của anh thẩm sẽ không còn nhàm chán nữa. Thiếu nữ bị vác đi, mông lung nhìn quanh bốn phía sau đó đứng im. Thẩm ân sợ cô khó chịu, đi được một đoạn đã đặt người xuống. Thiếu nữ nhìn anh chầm chầm, sờ mặt mình, anh cau mày, sao thế? Thiếu nữ hai mắt long lanh, giơ hai tay ra không nói gì. Thẩm ân cong môi cười, biết ý khom người xuống. Giây kế tiếp, người kia leo lên lưng anh. Không biết có phải vì chưa từng uống rượu nên mới uống đã say hay không mà suốt quãng đường về nhà, thiếu nữ đều yên lặng tựa như đang ngủ. Đúng lúc anh còn đang nghĩ vậy thì người trên lưng chợt phả hơi thở ấm nóng vào tai anh. Tay thẩm ân run lên, suýt chút hất người kia xuống. Anh hít một hơi sâu, nghiến nghiến lợi hỏi, biết điều đi. Nếu không tội đâu cô chịu đấy. Tiểu tinh quay có vẻ không nghe được, cắn vào giái tai anh, dùng răng nhìn mài, miệng lẩm bẩm lỗ tai heo ngon quá. Thẩm ân cạn lời, hận không thể ném cô vào thùng rác bên cạnh. Quả nhiên anh cấm không cho cô đụng vào rượu là đúng. Xem thử xem giờ thành ra như thế nào rồi đi, còn dám cắn tai anh bảo là tai heo nữa, đúng là càng ngày càng to gan lớn mật đấy thẩm ân sóc lại người trên lưng, còn âm thầm ghi Tùy Châu vào danh sách đen của mình. Chắc chắn là do Tùy Châu xúi dục cô uống rượu, sau này không được cho hai người họ ở gần nhau nữa. Thẩm ân thầm tính toán trong lòng, lúc ngang qua một cửa hàng bán vé số, cổ anh lại bị cắn một cái. Thiếu nữ mê man chỉ vào cửa hàng bán vé số, muốn anh vào trong mua. Thẩm ân liếc nhìn sang định đi tiếp, thiếu nữ trên lưng lại không chịu nghe, nhất quyết muốn anh vào đó. Anh bất lực, đành nghe theo. Lúc anh bước vào cửa hàng bán vé số, ông chủ lập tức hỏi anh muốn mua số nào. Lúc này tiểu tinh quay lại yên lặng, anh chỉ đành bảo ông chủ lấy đại một vé. Anh nhét tấm vé số đáng giá hai tệ vào túi áo, dọc đường về nhà, cuối cùng cũng được yên bình. Thẩm ân mở đèn phòng khách lên, cẩn thận đỡ thiếu nữ trên lưng ngồi lên ghế sofa, rồi quay đi rót cốc nước ấm cho cô uống. Tự đi tắm đi, anh lấy quần áo ngủ ra thả lên ghế sofa, nói với thiếu nữ. Cỏ bốn lá mơ màng quay ra nhìn, không động đậy. Người cha già Thẩm Ân lại cam chịu số phận vào phòng tắm điều chỉnh nước ấm, rồi quay ra bế tiểu tinh quái lên bỏ vào đó, đóng cửa phòng tắm lại. Qua một lúc, nghe được tiếng chảy vang lên bên trong anh mới an tâm. Thiếu nữ tắm xong ngoan ngoãn vô cùng, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, đôi mắt mờ sương phản chiếu hình ảnh người đàn ông. Thẩm Ân mím môi, ngồi xổm xuống, nhấc chân thiếu nữ lên, rút một cây châm hôm nay mới vừa mua ở chợ đêm ra, khuyên ngủ, ngồi im, đâm vào chân cũng đừng khóc. Nói xong, anh nhìn chằm chằm lòng bàn chân thiếu nữ, chỉ mấy nhát đã chọc vỡ bóng nước, động tác vừa nhanh gọn vừa chính xác. Tiểu Tinh Quái ngồi im nhìn động tác của anh, đôi mắt long lành ánh lên sự tò mò. Thẩm Ân đặt đôi chân trắng nõn của thiếu nữ xuống, thấy đã xong xuôi cũng vào phòng tắm, tắm táp chuẩn bị ngủ. Đợi anh bước ra, Tiểu Tinh Quái đã không còn trong phòng khách nữa anh tưởng cô đã biến về nguyên hình quay lại chậu hoa của mình rồi dù gì thì tối nào cô cũng làm vậy mà nhưng lần này lại khác cô cuộn tròn nằm trên giường trong phòng ngủ bắp đùi trắng nõn mịn màng của thiếu nữ suýt chọc mù mắt anh thẩm ân ném chăn lên người thiếu nữ lạnh lùng nói dậy về chỗ mình ngủ thiếu nữ quấn chăn lăn sang bên cạnh còn vỗ bên giường còn lại ánh mắt sáng rực ngủ cô không đi tôi ngủ thế nào thẩm ân sắp cười thành tiếng rồi ngủ chung cỏ bốn lá tinh xấu hổ liếm môi sau đó đặt hai tay lên bụng mình nhắm mắt bình tĩnh hư thẩm ân không giận nổi trong nhà có mỗi chiếc giường này sofa trong phòng khách quá nhỏ không đủ cho một người nằm ngủ anh không có thừa chăn gối để nằm đất ngủ ngẫm nghĩ mãi vẫn đành nằm lên nửa giường còn lại đèn phòng ngủ vừa tắt người kia đã chui vào trong lòng anh hai tay cô ôm eo anh chân đặt lên người anh quấn chặt anh y như bạch tuộc Nguyễn Nguyễn, bỏ ra. Trong bóng tối, Thẩm Ân muốn gạt cánh tay ôm ngang hông anh của thiếu nữ ra, nhưng không sao gỡ được còn bị cô ôm chặt hơn. Anh cau mày, cuối cùng vẫn bỏ qua. Anh cứ mở to mắt đến lúc gần sáng mới ngủ được một lát. Đợi khi anh thức giấc thì đã sáng bành mắt ra rồi, trên người không còn trói buộc nữa. Anh quay đầu nhìn sang theo bản năng thì thấy một cây cỏ bốn lá xanh biếc nằm bên gối. Ngủ một giấc cũng biến về nguyên hình được còn không sợ vô tình bị đè chết nữa. Thẩm ân buồn cười nhếch mi, sau khi dậy thay xong đồ, anh đưa cỏ bốn lá về chậu hoa. Qua hơn 10 ngày sống nhàn nhã lại có khách ghé thăm. Lúc thẩm ân ra mở cửa, anh còn đứng hình một lúc, sau khi định hình lại mới mời người ta vào nhà. Anh rót nước ra cốc giấy đưa qua, mỉm cười ngại ngùng, nhà cửa đơn sơ, không có trà ngon chỉ đành mời tổng giám đốc giản uống đỡ cốc nước lọc vậy. Vị khách không mời mà đến tên giản trì, Trước khi Thẩm Ân phá sản đã tiếp xúc với anh ta một lần, anh ta là một thương nhân vô cùng thông minh. Giản trì xuất thân từ gia đình giàu có, cả người toát ra khí chất quý phái, làm việc dứt khoát, là một người nên kết thân đừng kết thù. Thẩm Ân lại chẳng nhớ mình có giao tình gì với người thừa kế của nhà họ giả này để mà đối phương tự tìm đến tận cửa. Đã vậy anh ta còn mang theo đồ túi đồ mới toanh, nào quần áo đắt tiền, nào hàng xa xỉ, có đủ cả. Tổng giám đốc thẩm khách sáo quá, giản trì nở nụ cười lấy lệ, bảo trợ lý lấy quà ra mấy món này tặng cả cho cô Nguyễn. Thấy ánh mắt nghi hoặc của thẩm ân, giản trì chậm rãi giải, giải thích, không biết tổng giám đốc thẩm có còn nhớ chuyện ở cửa hàng trang sức không. Vừa hay hôm ấy mẹ tôi cũng có mặt ở đó, hơn nữa tên côn đồ kia vốn còn muốn trộm đồ đáng tiền trong túi bà, không ngờ lại bị cô Nguyễn ngăn cản. Lúc nghe mẹ kể chuyện này, tôi đã muốn đến nhà cảm ơn ngay nhưng có vài việc kìm chân nên mới kéo dài đến tận giờ. thấy thái độ chân thành của giản trì thẩm ân không lên tiếng mà chỉ cười trả lời. thật ra cũng không đến mức đó, cô ấy chỉ là thấy chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp mà thôi. vì chuyện ở cửa tiệm châu báu kia nên anh cũng không dạy dỗ cô nhóc danh ma kia quá nhiều. nếu để cho cô biết người ta đặc biệt đến để cảm ơn cô, chỉ sợ cái đuôi kia sẽ vỉnh lên tận trời, về sau còn có thể nghe lọt lời anh nói sao? cho nên Thẩm Ân không định để cho Giản Trì gặp mặt Nguyễn Nguyễn, Giản Trì cũng không đến mức nhất định phải gặp được người, nên cứ như vậy đi. Thật ra hôm nay đến, còn có một chuyện khác muốn bàn bạc với Thẩm Tổng. Giản Trì ngồi vững như núi, đặt chiếc ly giấy trong tay lên bàn trà, lộ ra nụ cười mà người nói chuyện làm ăn thường dùng, không biết Thẩm Tổng có muốn quay trở lại không. Nếu như muốn thì nhà họ Giản nguyện ý giúp đỡ một tay. Tặng quà bày tỏ lòng biết ơn vốn không cần anh ta phải đích thân tới, mục đích thật sự của chuyến đi lần này chính là muốn nói chuyện làm ăn với thẩm ân từ sau khi công ty của thẩm ân phá sản doanh nghiệp dụ thị làm việc càng ngày càng hung hăng chèn ép người cùng ngành nâng cao giá cả sản phẩm đã sắp nắm giữ độc quyền của cả ngành sản xuất mấu chốt là không có công ty nào là không cần dùng mạng lưới liên lạc mà muốn dùng thì nhất định phải chi nhiều tiền hơn để đưa cho dụ thị một số công ty ngành sản xuất khác cũng không muốn mua tài khoản của dụ thị Giá sản phẩm cao không nói, còn dùng không tốt. Lấy chương trình ưu hóa mà Dụ Thị cho ra mắt vào mấy tháng trước, tuy tốc độ mạng đã được cải thiện rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn mất dữ liệu trong máy tính. Sau khi có người phát hiện ra vấn đề này đã báo lại cho nhân viên kỹ thuật của Dụ Thị, nhưng câu trả lời của bọn họ lại là không có vấn đề gì. Nói cách khác, thích dùng thì dùng. Người nắm giữ nhiều tư liệu như giản chỉ lại biết, thực ra chương trình ưu hóa kia của Dụ Thị là do đoàn đội của Thẩm Ân tạo ra nhưng vẫn chỉ là bán thành phẩm chưa được kiểm tra. Sau khi dụ thị hủy hoại công ty của thẩm ân xong, đã lập tức công khai chiếm dụng. Ai ngờ, bán thành phẩm cũng chỉ là bán thành phẩm, không bao lâu đã xuất hiện lỗi. Khó trách thành quả nghiên cứu của thẩm ân bị dụ thị chiếm dụng mà anh đến một chút hành động cũng không có, hóa ra là ở chỗ này chờ xem. Giản chỉ xoa xoa nhẫn ngọc đeo trên ngón tay cái, có vài phần xem trọng tính không kiêu căng không nóng nảy này của thẩm ân. Làm kinh doanh thì cần nhất là sự chính trực, anh ta không quen với những gì dụ thị đang làm, điều này cũng là một trong số đó. Quan trọng nhất chính là Thẩm Ân có kỹ thuật, anh ta thì lại có tiền, nếu hai bên kết hợp với nhau thì sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho nhà họ Giản, đây mới là điều mà Giản chỉ coi trọng nhất. Anh ta có linh cảm rằng, nếu như có thể hợp tác được thì nhà họ Giản ở trong tay anh ta nhất định sẽ phát triển đến một tầm cao mới. Thích thì thích nhưng không có cái bánh nào từ trên trời rơi xuống mà không có lý do cả, thẩm ân cảnh giác nheo mắt lại. Mọi người đều đã từng lan lộn trên thương trường, anh cũng không tin giản chỉ sẽ tốt đến như vậy. Công ty kinh doanh thế nào thì tùy anh, tôi sẽ không nhúng tay vào. Nhưng mà, tôi phải có được 50% cổ phần của công ty, như vậy sẽ không quá đáng chứ. Giản chỉ mỉm cười nói ra điều kiện của bản thân. Giản Tổng đúng là người làm ăn, không hề lỗ một chút nào. Thẩm ân cười ha ha, nhưng không đáp ứng. Giản trì sớm đã đoán được sự việc sẽ không thuận lợi đến như vậy, cũng không hề thúc giục anh, ngược lại còn cho đủ thời gian để quyết định, thẩm tổng đừng vội từ chối, nên suy nghĩ kỹ một chút. Dù sao, ngoại trừ nhà họ giản ra thì rất ít ai có thể chống lại dụ thị. Nói chuyện xong, giản trì phủi cổ tay áo một cái rồi đứng lên. Mặc dù thẩm ân không đồng ý ngay lập tức, nhưng anh ta có lòng tin rằng việc làm ăn này nhất định sẽ thành công. Anh ta để lại tấm danh thiếp, đang muốn rời đi thì phòng ngủ bên kia truyền đến tiếng động. Cạch, cánh cửa mở ra, một cô gái ôm máy tính bảng chạy đến bên cạnh Thẩm Ân, bĩu môi không vui, mật mã là gì? Tôi muốn xem một bộ phim truyền hình. Từ bữa tiệc liên hoan trở về, Thẩm Ân đã giấu máy tính bảng đi. Mặc kệ là anh giấu ở phía trên tủ lạnh hay là phía dưới tủ quần áo thì đều bị phát hiện. Vậy nên anh cũng không phí hết tâm tư để giấu đồ nữa mà trực tiếp thiết lập mật mã quả nhiên là cô nhóc danh ma này không có cách lấy được mật mã nên ủy khuất đến mức sắp khóc. Đợi một lát rồi nói sau, trước mặt người ngoài, thẩm ân không muốn để cho người khác xem sở thích trong cuộc sống hàng ngày của mình, đành phải dụ dỗ cô gái, muốn cô vào phòng ngủ chờ một lát rồi nói sau. Không ngờ, tầm mắt của cô nhóc danh ma này lại quét qua người giản trì, sau đó thì nhìn mãi không rời. Tiếng chuông cảnh tỉnh trong lòng vang lên, Thẩm Ân thiếu chút nữa quên đây là một cây cỏ bốn lá thích để ý vẻ bề ngoài của người khác, nhìn thấy người có dáng vẻ xinh đẹp thì tròng mắt cũng không thèm di chuyển nữa. Công bằng mà nói thì tướng mạo của Giản Trì cũng không tệ, tuổi tác cũng không kém anh bao nhiêu, vừa độc thân, vừa có tiền. Người thiếu niên đột nhiên có chút ghen tuông, muốn xốc cô gái không có liêm sỉ này lên rồi ném vào phòng ngủ, nhưng Giản Trì đang đứng đối diện lại cười một cái, gà lăng lễ độ, vị này là Nguyễn Tiểu Thư sao? Tôi tên là Giản Trì, hôm nay đặc biệt đến cảm ơn cô. Vẻ bề ngoài ưu tú, gia đình có bối cảnh hùng hậu, bên cạnh Giản Trì chưa bao giờ thiếu người đẹp. Nhưng anh ta cũng phải thừa nhận rằng vị Nguyễn Tiểu Thư này là cô gái có nhan sắc tinh xảo nhất trong số những người con gái mà anh ta từng gặp. Khó trách thẩm ân không cho cô ra ngoài, hóa ra là vì sự xuất hiện của anh ta đã khiến cho người thiếu niên này có cảm giác nguy hiểm. Tâm tình của Giản Trì rất tốt nên không e rẻ ánh mắt quan sát của cô gái. Thực tế, anh ta rất hưởng thụ cảm giác được người đẹp toàn tâm toàn ý nhìn mình. Anh ta nhìn thấy người đẹp rẫy khỏi tay thẩm ân, sau đó đi quanh người anh ta một vòng, gần đến mức anh ta có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người cô gái. Không hề đắp lên một loại nước hoa nào, chỉ là mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, là một mùi hương rất tự nhiên. Người đẹp nhìn anh ta chầm chầm như có điều suy nghĩ, giản trì đã chuẩn bị sẵn một tràng câu bắt chuyện. Nhưng cảnh tượng suy nghĩ trong đầu vẫn chưa xảy ra thì cô gái nhỏ yêu kiều đã nói với anh ta bằng giọng giòn giã, anh có cảm thấy mọi việc gần đây đều không có thuận lợi không? Ngoặc kép, ví dụ như rõ ràng chuyện 10 phần thì đã chắc đến 9 phần nhưng lại đột nhiên xảy ra sự cố, tinh thần không khỏi mệt mỏi, tương tự như ăn mì mà không có túi gia vị. Cô gái bẻ ngón tay chậm rãi tính, dưới ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ của giản trì mà nói tiếp, gần đây nhất là anh đã trôi mất một khoản tiền vốn rất lớn, không dưới hai chục triệu tệ. Tôi nói không sai chứ. Ngay cả trong lòng đã vô cùng khiếp sợ, nhưng giản trì vẫn miễn cưỡng duy trì biểu cảm trên mặt, trước sau như một, đều tươi cười, Nguyễn Tiểu Thư nói đùa rồi. Hả, không có sao. Vẻ mặt Nguyễn Nguyễn mờ mịt, nhỏ giọng thầm thì, không thể nào, khí đen bao phủ giữa hai lông mày chính là người có tướng xui xẻo mà. Đừng nói nữa, Nguyễn Nguyễn, thẩm ân kéo cô gái ra phía sau lưng mình, sau đó nhìn về phía giản trì, người không hề lộ ra một chút vui vẻ nào mà xin lỗi. Gần đây cô ấy hay xem mấy thư phong thủy, sách các loại về quẻ tượng nên đã chìm đắm vào trong. Xin giản tổng bỏ qua, đừng có so đo với cô nhóc như cô ấy. Nếu bình thường có người nói anh ta là người có tướng xui xẻo, thì cho dù trên mặt giản chỉ không thể hiện ra, nhưng sau lưng cũng phải cho người nọ một bài học. Nhưng thời khắc này, giản chỉ nào còn có tâm tư đi so đo cái này, trong lòng anh ta vừa sợ vừa loạn, cùng trợ lý vội vàng rời đi nếu như những điều cô gái kia nói là giả thì thôi nhưng mỗi một chuyện mà cô nói đều trúng hết. Có một lần hợp tác với đối phương lúc ban đầu đều đã đàm phán rất tốt nhưng sau đó lại bị cấp trên điều tra ra là có vấn đề nên vốn dĩ ban đầu giản chỉ bỏ vào bao nhiêu thì cũng không hề trở lại tiền vốn vừa vặn hơn hai chục triệu tệ. cái này cũng không có tính là chuyện bí mật gì dù sao chỉ cần chú ý kỹ hướng đi của công ty thì chút tin tức đó vẫn có thể thám thính được mấu chốt là thân thể của anh ta vẫn còn tốt lắm, cũng kiên trì tập thể hình sau giờ làm việc mỗi ngày. Nhưng mấy tháng gần đây trong người luôn có cảm giác mệt mỏi. Đi bệnh viện kiểm tra cũng không tra ra được vấn đề gì, bác sĩ nói rằng nên chú ý nghỉ ngơi là được. Giản trì vì quý trọng thân thể của bản thân nên từ ngày đó, phần lớn sự việc đều giao cho trợ lý của mình làm, chỉ có số ít hạng mục cần anh quyết định mới xem qua một chút. Tuy nhiên, sau khi nghỉ ngơi một quãng thời gian dài, tình trạng không chỉ không cải thiện được mà ngược lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chuyện khiến cho giản chỉ giật mình chính là, cô gái này lại biết cả chuyện bí mật như chuyện anh ta ăn mì nhưng lại không có túi gia vị, như thể có một thiết bị theo dõi được gắn trên người anh ta vậy. Chuyện này có nhiều sự trùng hợp được liên kết với nhau, khiến cho anh ta không thể không để ý. Làm ăn thì ít nhiều cũng sẽ tin một chút vào huyền học, mặc dù từ trước cho đến nay giản chỉ chưa từng gặp được đại sư gì, nhưng đối với phương diện này vẫn thà rằng tin là có, chứ không thể không tin. Chẳng lẽ cô gái này là một bà đồng? Sau khi buồn bực xong, anh ta liền phân phó trợ lý đi thăm dò bối cảnh của Nguyễn Nguyễn. Nhưng trợ lý lại lộ ra vẻ mặt khó xử, không hề lên tiếng. Làm sao vậy? Giản trí liếc mắt nhìn trợ lý bên cạnh một cái. Trợ lý ha ha cười khổ, cúi người, giản tổng ngài quên rồi sao? Lúc trước chúng ta đã từng điều tra bối cảnh của cô gái kia rồi, ngoại trừ tên ra thì cái gì cũng không điều tra ra. Nhất định là điều tra không đúng hướng, tiếp tục điều tra đi. Không tra được thì tiền thưởng tháng này của cậu đều bị khấu trừ. Giản Tổng, ngài lại quên rồi sao? Tiền thưởng tháng này của tôi đều đã bị ngài khấu trừ hết rồi. Vậy thì trừ luôn cả tiền thưởng của tháng sau. Đừng nói tiền thưởng tháng sau, ngay cả tiền thưởng của tháng sau 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 nữa cũng đều bị ngài trừ hết rồi. Giản trì tiếp tục nói, vậy thì toàn bộ tiền thưởng năm nay cộng thêm của năm sau đều trừ hết. Nếu lại làm không xong nữa thì trừ tiền lương. Trợ lý nhìn chầm chầm bóng dáng lãnh khốc vô tình của giản tổng nhà mình mà lắc đầu, thầm than số của mình còn khổ hơn so với Hoàng Liên. May mà cậu ta nhịn ăn nhịn xài nên hai năm trước đã đủ tiền để cưới vợ, bằng không dựa vào cách khấu trừ của vị giản tổng này thì đời này cậu ta đừng nghĩ sẽ cưới được vợ. Mà nói cũng lạ có phải giản tổng của bọn họ tới ngày mà mỗi tháng đàn ông đều có hay không? Mà sao cảm thấy chi nhớ trở nên kém hơn, ngay cả tính tình cũng khó lường. Gãi gãi sau ót của mình, trợ lý càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như thế, cao mày dối rắm có nên tự móc tiền túi nấu cho giản tổng mấy chung thuốc đông y hay không? Làng nhằng cái gì đấy? Còn muốn tôi chờ cậu sao? Giản chỉ không hề biết trợ lý của mình đang dự định tự móc tiền túi nấu thuốc đông y cho anh ta uống anh ta ngồi kế bên chỗ người lái rồi thắt chặt dây an toàn trong lúc nhắm mắt nghỉ ngơi thì trong đầu vẫn luôn nhớ đến những lời nói chính xác của cô gái kia chiếc xe lao vút qua rồi nhanh chóng rời khỏi quận cũ khách vừa đi ra khỏi cửa thì ánh mắt thẩm ân đã không còn bình thường nữa ngay lúc cô nhóc danh ma kia đang định chạy thì lập tức nắm lấy cổ áo phía sau của cô kéo người về anh còn chưa mở miệng thì cô gái đã thành thạo chạy đến bên góc tường đứng thẳng người giả vờ đáng thương nhận sai, tôi sai rồi. Sai chỗ nào, thẩm ân ngăn khóe miệng, lặng lặng nhìn cô biểu diễn. Không biết, cô gái ngước mắt nhìn anh một cái, giọng vô cùng nhỏ, anh nói sai thì chính là sai. Lời này, sao mà nghe vào lại khiến cho người ta cảm thấy khó chịu vậy nhỉ? Thẩm ân mím môi, đánh giá biểu hiện vừa rồi của cô từng chút một, thứ nhất, nhìn chằm chằm vào một người đàn ông xa là hơn 30 giây, thân là con gái, sao lại không dè dặt vậy chứ? Ồ, yêu tinh cỏ bốn lá trèo xuống cột, đôi mắt cong cong, cười nói, lần sau tôi sẽ không nhìn người khác nữa chỉ nhìn anh thôi, có được không? Người thiếu niên thoáng chốc đã bị lấy lòng, sắc mặt cũng có chút tốt lên, thứ hai, cô lại ở sau lưng tôi nhìn trộm thứ kỳ quái gì nữa. Những thứ xui xẻo đều lộ ra hết rồi, cô có năng lực như vậy, sao không xuống dưới cầu vượt bói mệnh đi? Bói mệnh mệt lắm, nắng lớn chiếu vào sẽ bị đen ra mất cô gái thành thực trả lời vấn đề là nằm ở chỗ này sao thẩm ân hít sâu hai hơi tóm lại sau này không được nói mấy lời kỳ quái đó ở trước mặt người ngoài nữa tôi không có nói lời kỳ quái yêu tinh chúng tôi chỉ nói thật từ trước tới nay đều không gạt người cô gái không phục mất hứng vành miệng lên nếu cô lợi hại như vậy nếu không ngại thì cho tôi xem đi thẩm ân nói đến khô cả hỏng tự rót cho mình ly nước anh, đôi mắt to của Nguyễn Nguyễn đào qua đào lại, miệng cong lên, có chút ý tứ đùa dai, đừng uống nước, sẽ bị sặc đó. Thẩm ân vừa nhấp một ngụm nước, khụ 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 khụ. Tiếng ho khan sạc sùa kéo dài thật lâu trong phòng khách, một lúc lâu mới ngừng lại được. chương 36 chương 36 Giản trì dặn dò trợ lý điều tra Nguyễn Nguyễn, sốt ruột đợi hai ngày, cuối cùng cũng có tài liệu đã điều tra được, xong chỉ có một trang giấy mỏng tang bên trên in hai dòng họ tên nguyễn nguyễn mối quan hệ duy nhất là thẩm ân nghi ngờ là quan hệ người yêu đang ở chung nhà hết rồi trong lòng giản chỉ có cảm giác bất lực như không thể nào nắm hết mọi chuyện trong lòng bàn tay anh ta không thích bị động càng ghét cảm giác không xác định được nhưng anh ta cũng không trách trợ lý làm việc kém hiệu quả anh ta biết rõ trợ lý của mình có năng lực thế nào chỉ có vài thông tin này giao cho anh ta thì chứng tỏ cô gái kia chỉ để lộ những thông tin này lẽ nào cô gái đó là nhân tài đặc biệt của quốc gia gì gì đó thông tin về thân phận đã đưa vào hồ sơ bảo mật nên người bình thường không điều tra được giản trì không biết suy đoán này tin được mấy phần nhưng vẫn có một điểm chắc chắn là anh ta phải chạy đến chỗ thẩm ân một chuyến thẩm ân không bất ngờ khi giản trì lại đến nhà từ hôm bị tiểu yêu tinh nhìn thấu anh đã hỏi rõ đầu đuôi sự việc nếu giản trì thật sự xui xẻo như cô nói chắc chắc anh ta sẽ đến nhà tìm lần hai quả nhiên chưa đến hai ngày đã tới rồi thẩm ân khách sáo mời anh ta vào nhà anh phát hiện ra rằng mới hai ngày không gặp mà sắc mặt giản trì đã không tốt cho lắm nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy vẻ suy sụp tinh thần giản trì cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề nói rõ lai lịch muốn gặp mặt nguyễn nguyễn thẩm ân hơi do dự xuất phát từ lòng ích kỷ anh không muốn để tiểu yêu tinh có cơ hội tiếp xúc với giản trì không chỉ giản trì những người khác cũng không được dục vọng chiếm hữu là một trong những điều khiến anh suy nghĩ nhiều hơn là anh sợ người khác sẽ nhận ra thân phận của cô không phải ai cũng có thể thản nhiên chấp nhận sự tồn tại của yêu tinh thẩm ân không đành lòng cũng không muốn tiểu yêu tinh nhà anh rơi vào cảnh khó khăn như thế cô chỉ cần vô tư theo sau anh là được nhưng dù sao thì cô gái nhỏ có suy nghĩ độc lập giả như anh không để cô ra tay giúp đỡ anh không chắc là một tiểu yêu tinh đơn thuần tốt bụng như vậy liệu có cảm thấy anh máu lạnh hay không cho dù thẩm ân thực sự không phải một người nhiệt tình anh cũng không muốn để lại ấn tượng không tốt với nguyễn nguyễn đang bối rối thì thiếu nữ ôm một hộp gà rán chạy ra từ trong phòng ngủ hộp gà rán đó là thẩm ân mua thịt gà ở siêu thị về rồi đích thân xuống bếp làm anh không thích ăn đồ dầu mỡ thế nên nửa con gà đều vào bụng cô hết chưa đến nửa tiếng sau hộp gà viên đã hết sạch sành xanh chỉ còn một đống xương gà bên góc hộp trên môi cô gái dính dầu nhìn như được tô một lớp son dưỡng môi, bóng loáng. Thẩm ân tự nhiên đón lấy chiếc hộp rỗng rồi để trong bếp, anh tiện tay rút hai tờ khăn giấy lau sạch môi dính dầu cho cô. Lúc nghe thấy tiếng ho cố ý chuyển đến từ sofa, anh mới nhớ ra còn có một người làm kỳ đà đang ngồi trong nhà. Mở lớn đôi mắt, mặt giản trì không có cảm xúc nhưng trong lòng lại mất bình tĩnh. Con mẹ nó đây là nỗi khổ trần đời gì thế? Xếp tổng như anh ta, một phút kiếm cả chục nghìn tệ, làm gì mà lại nghĩ quẩn đến mức chạy đến đây ăn cơm chó cơ chứ? Giản trì lạnh lùng, hừ, một tiếng để tăng cảm giác tồn tại của mình, anh ta kiềm nén cơn tức giận, dịu giọng nói cô Nguyễn, lại gặp nhau rồi. Cô gái lộ vẻ ngỡ ngàng, cao mày nhìn khuôn mặt của người đang nói chuyện với cô một lúc lâu rồi bừng tỉnh nói anh là cái người gặp xui xẻo. Là tôi, giản trì miệng cười mà lòng không cười lên tiếng đáp lời. Lúc này, tâm trạng anh ta rất phức tạp, không biết nên cảm thấy tức vì câu gặp xui xẻo đó hay là nên không vui vì một lúc lâu cô mới nhớ ra khuôn mặt đẹp trai của anh ta. Lẽ nào anh ta không phải là ngôi sao sáng nhất trong các tổng giám đốc ư? Không, chắc chắn đây không phải là sự thật, là cô gái này không có đôi mắt thưởng thức cái đẹp. Nếu giản chỉ biết Nguyễn Nguyễn không nhận ra khuôn mặt anh ta mà chỉ dựa vào luồng khí đen quanh quẩn trên trán anh ta để đoán ra thân phận, không biết liệu anh ta có tức giận đến mức nghi ngờ sức hấp dẫn của mình không? đã gặp được chính chủ rồi thì tôi cũng không vòng vo nữa, xin cô Nguyễn ra tay giúp đỡ. Giản trì thu những cảm xúc khác vào, thái độ rất chân thành, nếu cô Nguyễn thực sự có bản lĩnh thì có thể giúp cuộc sống của tôi quay về quỹ đạo trước đây không? Nhà họ giản nợ cô một ân tình lớn, có yêu cầu gì cô cứ nói. Thật sự là gì cũng được hết à, hai mắt Nguyễn Nguyễn sáng lên, lấp lánh hệt như sao trên trời. Giản trì sướng sờ chốc lát, gật đầu nói, chỉ cần nằm trong khả năng của nhà họ giản quyết định vậy đi, cô gái mím môi cười rất thật thà, nếu tôi giúp anh, vậy anh cũng phải giúp thẩm ân, hơn nữa không được đòi thù lao. Hai ngày trước, lúc người này đến, mặc dù cô ở trong phòng ngủ nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng nội dung cuộc trò chuyện giữa họ. Cô không hiểu việc kinh doanh, nhưng thẩm ân không đồng ý với đề nghị hợp tác của người này đưa ra, chắc hẳn là thù lao anh ta đòi quá cao. Ví dụ như cô giúp người này lấy lại may mắn, vậy để trao đổi anh ta phải giúp sức cho sự nghiệp kiếm tiền của thẩm ân. Một đổi một, không ai nợ ai cả. Cô đúng là một tiểu yêu tinh thông minh mà. Nguyễn Nguyễn hất cằm, kiêu ngạo hệt như một chú mèo con. Không thể đòi thù lao, vậy chẳng phải là muốn anh ta làm từ thiện sao? Giản trí cao mày, trong lòng không vui cho lắm. Ngành Internet mới phát triển, nếu làm tốt thì nói là phát tài to cũng chẳng ngoa để anh ta từ bỏ miếng bánh béo bở này như vậy rồi nhìn người khác kiếm đầy túi thì thật sự không phải tác phong của giản trì. Nhưng nếu cô thật sự có thể giải quyết những khốn đốn của anh thì có lẽ vẫn có thể thương lượng lại mọi thứ. Cán cân trong lòng nghiêng ngà liên tục, giản trì do dự không quyết. Lúc nghe thấy điều kiện mà Nguyễn Nguyễn nói ra, thẩm ân cũng ngạc nhiên. Tiểu yêu tinh này tham ăn như vậy, anh cho rằng cô sẽ muốn ăn gì đó, thông minh hơn một chút thì sẽ đòi ăn nhà hàng tư nhân chẳng hạn nhưng không ngờ cô lại chỉ muốn giản trì giúp anh đúng thật là đáng yêu đến không ngờ khiến người ta vừa mềm lòng vừa rung động ít nhất thì thẩm ân đã nghe thấy tiếng trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực mình thực ra tôi không cần cô giúp tôi như vậy đâu thẩm ân xoa đầu cô cong môi cười ấm áp dựa vào thực lực của anh muốn chờ thời để trở lại thì chỉ là vấn đề thời gian không cần phải để một cô gái suy tính thay cho anh anh nhận tấm lòng này nhưng anh không cần tiểu yêu tinh cố ý làm gì đó đặc biệt vì anh. Cần mà cần mà, tôi là người lớn rồi, không thể ăn bám được. Cô gái vô thức vân vê ngón tay mình, cô ăn nhiều, tiêu tiền cũng nhiều, mà hình như thẩm Ân chẳng có bao nhiêu tiền. Cỏ bốn lá thật sự sợ một ngày nào đó mình sẽ bị vứt ra ngoài. Để ngăn chuyện này xảy ra, cô phải dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm chút tiền, sau đó mới có thể hiên ngang mua đủ thứ thức ăn ngon và đồ thú vị. Giúp thẩm ân kiếm tiền chính là giúp bản thân kiếm tiền, chỉ khi thẩm ân có tiền thì mới không chê cô tiêu tiền nhanh. Cỏ bốn lá gầy ngón tay, từ từ phân tích mối quan hệ giữa những việc đó rồi lại càng thêm kiên định với lòng tin sẽ làm cho chủ nhân của mình giàu lên. Tiểu yêu tinh quả thực rất kiên định, thẩm ân không khuyên được nên đành mặc cô. Nhưng không lấy chốt thù lao nào mà giúp anh, giản trì sẽ không làm vụ làm ăn lỗ vốn này, chi bằng xuống nước. Thế là anh lên tiếng, cổ phần 5% thì sao? 5%, mặc dù khác hoàn toàn với tưởng tượng ban đầu của anh ta, nhưng suy cho cùng thì vẫn kiếm được tiền, tốt hơn là không cầm được chút tiền nào. Giản Trì suy nghĩ chốc lát rồi nhanh chóng đồng ý. Vậy có phải bây giờ nên đến nhà tôi để xem thử không? Giản Trì hỏi cô gái đang vùi đầu vân vê ngón tay. "Hả?" Cô gái ngước mắt, trong mắt đầy vẻ khó hiểu, "Đến nhà anh làm gì?" Mặc dù không hiểu lắm, nhưng Giản Trì thấy các thầy phong thủy khác đều đến nhà người chủ đi quanh một vòng sau đó chỉ ra chỗ nào khác nhau để kịp thời điều chỉnh. Tự dưng bị hỏi như vậy thì anh ta cũng ngẩn ra. Không cần đến nhà anh tôi cũng nhìn ra được vấn đề của anh. Nguyễn Nguyễn chắp tay sau lưng, học theo dáng vẻ bước đi của mấy thầy phong thủy, sau đó nói to rõ ràng, may mắn của anh bị người ta trộm đi rồi, thế nên mới xui xẻo như vậy. Ý cô là có người trộm vận làm giàu của tôi, cho dù là người chín chắn thận trọng thế nào đi nữa thì lúc này cũng không khỏi nâng cao tông giọng ý thức được mình hơi thất lễ, giản chi trình vạt áo, khó tin nói, trên đời thật sự có người có thể trộm vận làm giàu của người khác à. Vận làm giàu chỉ là một loại vận may thôi, vận may bao hàm rất rộng, như quan hệ huyết thống, hôn nhân, sức khỏe, những thứ này đều thuộc vận may. Cô gái như một thầy phong thủy, phổ cập kiến thức liên quan cho người không thảo, trên đời luôn có một vài người may mắn hơn những người xung quanh, họ làm gì cũng rất thành công, bình an suôn sẻ mà sống hết đời một số người kém may mắn thì ghen tị với những người thành công, cũng không phải là không thể làm ra chuyện như trộm vận may. Thứ này ảo diệu như vậy, sao mà trộm được chứ? Giản trì như nghe thấy chuyện viền vông, trong lòng xuất hiện hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Có trung gian là được, rất nhiều thứ có thể làm trung gian, ví dụ như tóc, quần áo, tòa nhà văn phòng. Của đương sự, Nguyễn Nguyễn Liệt Kê, thấy đầu mày giản trì ngày càng cao chặt, cô dứt khoát chỉ vào chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón cái của anh ta, Vận may của anh bị trộm qua thứ trên tay anh. Thứ này bị người ta làm phép rồi, có thể hút vận may của anh rồi chuyển sang cho người khác. Cô nói cái này, không thể nào, giản chỉ vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay cái của mình, sắc mặt vô cùng khó coi. Chiếc nhẫn ngọc này là do cô gái mà giản chỉ thích 10 năm tự tay tặng cho anh ta vào hôm sinh nhật. Anh ta thích cô gái đó từ cấp 3 mãi cho đến bây giờ, cô gái đó đã kết hôn rồi, nhưng anh ta vẫn không thể buông bỏ được thời niên thiếu thì có bệnh ảo tường tuổi dậy thì, giản trì cũng không ngoại lệ. Anh ta giấu thân phận cậu ấm nhà giàu của mình, đi học mặc đồ cũ, mang giày cũ, còn là đồ không có nhãn hiệu. Buổi trưa chen chúc với rất nhiều học sinh trong căn tin, ăn đồ rẻ nhất. Vì thế, trong mắt người khác, anh ta là một thằng nghèo suốt thân bần hàn. Nhưng gia đình cô gái đó lại được xem là khá giả, cô ấy dịu dàng tốt bụng, lại còn xinh đẹp, Giản trì nhanh chóng chìm vào tình yêu mập mờ của tuổi thanh xuân, hai người quen nhau hai năm, cuối cùng lúc tốt nghiệp cấp 3 vẫn chia tay, là cô gái đó đơn phương nói ra lời chia tay. Vì cô ấy muốn đi du học, nhưng nhà giản trì nghèo, hoàn toàn không có tiền đi cùng cô ấy. Thế nên cô gái đó lặng lẽ rời khỏi, ngay cả lời chào tạm biệt cuối cùng cũng không có. Đến lúc giản chỉ biết được thì đã muộn rồi, từ đó trái tim chàng trai trẻ phẳng lặng chẳng còn gợn sóng. Tốt nghiệp đại học, giản trì không vào công ty của gia đình mà tự mình dốc sức làm việc. Dấu đi thân phận, và vấp khắp nơi, dù thế nào thì công ty cũng được mở ra, nhưng chỉ là một công ty quy mô rất nhỏ. Trong một buổi vũ hội của giới buôn bán, anh ta lại gặp cô gái kia đã về nước, nhảy với cô ấy một điều. Trái tim phẳng lặng của giản trì lại lần nữa sống dậy, hai người mập mờ vài tháng. Lúc anh ta muốn thẳng thắn về gia thế của mình, đưa cô gái đó đi gặp ba mẹ anh ta thì anh ta đột ngột nhận được thiệp mời kết hôn của cô ấy chú rể không phải anh ta buồn bã một thời gian bề ngoài giản trì không khác gì một người bình thường nhưng thực ra anh ta chưa từng buông bỏ anh ta dành hết tâm tư vào công việc sau khi kế thừa tài sản và doanh nghiệp của gia đình thì càng dốc sức hơn làm cho tập đoàn giản thị tăng giá trị gấp đôi trên thị trường chiếc nhẫn đó là quà sinh nhật mấy tháng trước cô gái kia tặng cho anh ta giản trì rất thích lúc nhận thì đeo ngay lên ngón tay cái, chưa từng tháo ra. Nếu vấn đề thực sự do chiếc nhẫn này, vậy tình yêu mấy năm qua của anh ta chẳng phải là trò cười sao? Thấy giản trì im lặng không nói, Nguyễn Nguyễn cũng không nôn nóng mà kiên nhẫn đợi câu trả lời của anh ta. Cô làm thế nào để chứng minh những gì cô nói là thật? Giản trì cau mày hỏi. Vận may là thứ anh ta nhìn không thấy mà sờ cũng không được, không thể cô gái này nói thế nào thì là thế đó được đúng không? Vậy anh đưa nhẫn ngọc cho tôi đi." Thiếu nữ đưa tay ra, giản trì do dự tháo nhẫn ngọc xuống. Thiếu nữ cầm lấy nhẫn ngọc chạy vào phòng ngủ, chỉ một lúc sau cô đã quay lại và trả đồ về, đạo pháp trên nhẫn ngọc đã bị tôi phá bỏ rồi, giờ nó chỉ là một chiếc nhẫn ngọc bình thường thôi. Nếu anh thích thì cứ đeo tiếp cũng không sao. Cố chờ thêm mấy hôm, chưa đến ngày 15, anh nhất định sẽ cảm nhận được sự khác biệt." Nguyễn Nguyễn vô cùng tự tin, đôi mắt hạnh to tròn chớp chớp hai cái giản chỉ cầm chiếc nhẫn ngọc trên tay quan sát tỉ mỉ nhưng không nhìn ra nó có gì khác so với ban đầu anh ta nửa tin nửa ngờ với lời cô nói rồi rời đi cùng với sự nghi hoặc cô làm gì thế lúc này thẩm ân chứng kiến mọi việc mới tò mò hỏi chen vào một câu yêu tinh cổ bốn lá lắc đầu đây là bí mật không nói được trên thực tế cô đã đưa ngón trỏ lên miệng mình thổi vài cái sau lưng người đàn ông thuật pháp khó quá đến tận bây giờ cô vẫn chưa học được nửa chiêu. May sao trên dưới người cô toàn là báu vật, chỉ cần dùng một giọt máu đã đủ để phá giải đạo pháp được thi triển trên nhẫn ngọc rồi. Tuy vậy, ngón tay bị kim chọc vào vẫn đau thật đấy. Thiếu nữ nhăn mặt, mắt đẫm lệ, trực khóc. Lại mấy ngày êm à, không sóng gió qua đi, trên đường ra ngoài mua đồ ăn, thẩm ân vô tình trông thấy một cửa hàng bán vé số. Anh chợt nhớ ra chuyện ít hôm trước, trong lúc bị Nguyễn Nguyễn quấn lấy đã tùy tiện mua lấy một tấm vé số. Tấm vé số đó anh vẫn đặt trên bàn máy tính, đến cả lúc quay thưởng còn chẳng nhớ đi dò số. Mặc dù Thẩm Ân cũng chẳng trông mong mình sẽ trúng giải gì, nhưng lúc mua xong thức ăn về đến nhà, anh vẫn mở tin tức trúng giải trên điện thoại ra, đối chiếu với tấm vé số mình đã mua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Ân bỗng trợn tròn hai mắt, đầu óc quay cuồng ngẩng lên, tay dụi mắt kiểm tra lại lần nữa. Tấm vé số mua đại này chúng giải rồi. Hơn nữa không chỉ chúng giải, mà còn chúng giải to, tiền thưởng lên đến 30 triệu, sau khi nộp thuế có thể lãnh được 20 triệu. Thẩm ân yên lặng vài phút, vẫn không sao tin nổi, cảm giác không thật chút nào. Anh tự dưng lại thành kẻ có tiền, cho dù vẫn kém hơn trước khi anh phá sản nhưng đối với người bình thường mà nói, đây đã là một số tiền cực lớn rồi. Điều anh không hiểu nổi là sao đột nhiên anh lại may mắn bất ngờ thế, đến cả mua đại vé số cũng có thể trúng giải. Phải hiểu là trước đây đừng nói là trúng số, mà ngay cả thêm chai nữa, trên nắp đồ uống anh cũng chưa bao giờ trúng được. Chuyện này khiến Thẩm Ân rơi vào trầm tư. Thẩm Ân nhìn Tiểu Tinh Quái đang ngồi khoanh chân trên giường xem phim, cong cong mắt cười, dường như trong lòng đã hiểu ra gì đó. Người ta bảo có bốn lá sẽ mang lại may mắn, lúc đầu anh không tin nhưng giờ lại không thể không tin. Từ lúc Tiểu Tinh Quái đến nhà mình, cuộc sống nát bét của anh dần dần đã trông thấy ánh sáng của hy vọng lóe lên, mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt. Sự nghiệp của anh đã có bước phát triển ban đầu, trò chơi cũng đã bán được rồi, ít lâu sau chắc còn có thể hợp tác với tập đoàn giản thị, lần nữa tìm lại chỗ đứng trong ngành điện tử viễn thông. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, vận may của anh tốt vô cùng, chúng đủ giải lớn giải nhỏ. Nếu chỉ là một lần ăn may mà chúng giải thì thẩm ân thấy cũng bình thường thôi nhưng cứ liên tiếp chúng nhiều dài như vậy thì tuyệt đối không phải là ăn may rồi. Rốt cuộc là anh đã nhặt về thứ bảo bối lợi hại gì thế này, rõ là còn hữu dụng hơn cả thần đèn của Aladdin mà. Sao lại nhìn tôi kiểu đấy? Nguyễn Nguyễn vừa xem xong một bộ phim truyền hình, ngồi thẳng dậy duỗi người. Cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của anh, gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lộ vẻ mông lung, không hiểu. Có tin vui muốn chia sẻ với cô, thẩm ân cong ngón tay gõ lên bàn, đôi môi mỏng anh Tuấn hơi nhích lên, tấm vé đó hôm đó cô bám lấy tôi, sống chết đòi tôi phải mua chúng giải rồi. Chuyện hồi nào vậy, sao tôi không nhớ gì hết, đầu óc thiếu nữ trống trơn, cao mày trầm ngâm nhưng chẳng nhớ được chút gì. Không nhớ thì thôi, quan trọng là giờ chúng ta giàu rồi. Tiểu tinh quái không nhớ chuyện bám lấy anh mua vé số, lẽ nào đến chuyện sống chết đòi ngủ với anh cũng quên rồi à? Trông cái vẻ mặt ngơ ngác kia chắc là không nhớ rồi. Đúng là tiểu yêu tinh chẳng nhớ gì hết, thầm ân hừ lạnh một tiếng trong lòng, khá phật ý. Chúng ta giàu rồi, vậy là có thể mua thật nhiều đồ ăn ngon rồi à. Nguyễn Nguyễn vui vẻ vô cùng, suy nghĩ lóe lên đầu tiên trong đầu chính là phải mua sạch đồ ăn vặt trong giỏ hàng. Cuối cùng cô cũng được trải qua cuộc sống ăn hoài không hết đồ ăn vặt rồi à. Cuộc sống đầy tốt đẹp như vậy thật khiến người ta nghĩ thôi cũng thấy vui rồi. Trừ ăn ra không nghĩ được gì khác à trông cái dáng vẻ ham ăn kia, Thẩm Ân bật cười, bất lực lắc đầu. "Đợi nhận được tiền thưởng, họ cũng nên đổi chỗ ở thôi. Tạm chưa nói ở đây đi lại không tiện mà còn vô cùng ồn ào. Nhất là đến buổi tối, mấy bác gái tụ tập nhảy quảng trường, mở loa âm lượng lớn, dù anh có đóng cả sân thượng và cửa sổ phòng ngủ thì vẫn nghe rõ tiếng. Đến tận 11, 12 giờ đêm vẫn không thôi, nói không ảnh hưởng người khác thì là giả rồi." Hơn nữa không gian của căn nhà một phòng một sảnh này quá nhỏ, một mình anh ở không sao, nhưng giờ hai người sống chung thì hơi chật. Huống hồ tiểu tinh quái cũng không thích biến về nguyên hình nằm trong chậu hoa, nếu chỉ có một cái giường thì cứ chen chúc trên giường của anh mãi cũng không phải cách. Phải tìm một căn nhà ba phòng một sảnh trong trung tâm thành phố, nếu giá cả phải chăng thì mua luôn. Vậy thì bình thường anh và tiểu tinh quái sống chung, nếu bố mẹ muốn đến đột xuất cũng có phòng trống để nghỉ ngơi. Thẩm Ân rất nhanh đã bước đầu tính xong kế hoạch tiêu dùng số tiền này. Hôm sau, anh mang giấy tờ đi lĩnh thưởng, sau khi đóng thuế, số tiền còn lại cho vào trong thẻ ngân hàng. Bởi căn nhà trong trung tâm thành phố là anh và Tiểu Tinh Quái cùng sống với nhau nên lúc đi xem nhà, anh đã định sẽ đưa Nguyễn Nguyễn theo. Cuối cùng nhìn chúng một căn nhà ba phòng một sảnh, có sân thượng đã được sửa sang sạch sẽ, có thể dọn đồ vào ở ngay. Môi trường xung quanh rất tốt, phong cảnh đẹp lại yên tĩnh, dưới nhà có chỗ tập thể dục chuyên dụng, gần đó có mấy dạp xem phim, cách một con phố còn có phố ẩm thực rất lớn. Ra khỏi khu nhà, có thể gọi xe, dù đến trạm bát cũng chỉ mất 5 phút, giao thông cũng thuận tiện. Xét về tổng thể, cũng không tồi, quan trọng nhất là Nguyễn Nguyễn rất thích nên thẩm ân đã mua ngay không do dự. Anh nghĩ trong hai hôm phải thu dọn đồ đạc, chuyển từ nhà cũ qua đây. Sau khi giải quyết xong chuyện nhà ở, mấy chuyện khác cứ từ từ, không cần vội. Lúc anh dọn đến nhà cũ, đồ đạc không có nhiều, dùng hai vali đã đựng được hết. Xong giờ có thêm đồ đạc của một cô gái nữa, vali trong nhà chắc chắn không chứa được hết, lại phải đi mua thêm hai cái. Vậy là cả hai rẽ vào một siêu thị lớn, định mua ít đồ. Nguyễn Nguyễn Hiếu Động, lúc mua vali, cứ đứng ngồi không yên, nhìn ngang ngó dọc, chạy đến chỗ đồ ăn vặt. Đợi khi thẩm ân đã chọn đồ xong, quay lại mới phát hiện không thấy người đâu nữa anh đang định đuổi theo thì lại bị một thành phần trí thức mặc Âu phục ngăn lại. Người phụ nữ nọ nở nụ cười thân thiện, chào hỏi anh, chào anh, anh cũng là người của khu nhà gần đây à? Tôi đã gặp anh mấy lần ở siêu thị này rồi. Người phụ nữ trí thức đẩy xe mùa hàng chắn trước mặt thẩm ân, nét mặt thẹn thùng, nói không biết có tiện để lại uy chát không, dù sao cũng ở gần đây, sau này có thể hẹn nhau cùng mua đồ. Cô ta chỉ là một thành phần trí thức bình thường, lương tháng cũng không quá cao. Năm nay cô ta đã 27, hết năm là 28 rồi. Phụ nữ ở tuổi cô ta sớm đã kết hôn, sinh con nhưng cô ta thì vẫn còn độc thân. Ba năm trước, sau khi chia tay thì từ đó đến nay, cô ta vẫn mãi không tìm được đối tác nào phù hợp. Lần đầu tiên trông thấy người đàn ông tuấn tú này ở siêu thị, cô ta đã thấy rung động như quay về cái thời tuổi trẻ, lần đầu biết yêu. Cô ta ôm mối tương tư, muốn trao đổi phương thức liên lạc với anh, nhưng tiếc rằng nói mãi chẳng nên lời. Hôm nay, cô ta lấy hết dũng khí đến trước mặt anh thổ lộ, căng thẳng đến mức sắp không thở nổi. Nhưng người phụ nữ nọ đợi mãi cũng chẳng nhận được lời đáp, cô ta ngước lên, nhìn nụ cười anh mê mẩn. Trái tim cô ta đập loạn, rồi cô ta thấy người đàn ông điển trai này nhìn ra sau lưng mình vẫy tay, mở miệng nói, "Xin lỗi, tôi có gia đình rồi." Người đàn bà trí thức quay lại bắt gặp một cô gái xinh đẹp nhỏ tuổi, vẫn còn ngây ngô chạy đến, kéo tay áo người đàn ông đầy thân mật giọng nói ngọt ngào, mềm mại, tôi muốn mua cái này. Anh mua cái này cho tôi được không? Hai người sách đồ đi xa dần, người phụ nữ đứng ngốc tại chỗ nhìn theo bóng lưng họ, dường như còn nghe được tiếng người đàn ông đáp lại đầy yêu chiều, cái này không được. Gần đây cô ăn lắm đồ ngọt quá, cẩn thận sâu răng đấy. Vừa mới mang theo hai chiếc vali và một đống đồ ăn vặt về đến nhà, thiếu nữ đã vô cùng vui vẻ ôm lấy túi đồ ăn vặt, ngồi trên sofa ăn, dáng vẻ vô tư không màng chuyện gì ấy khiến thẩm ân chỉ biết tặc lưỡi cho qua. Trong đầu anh thoáng hiện lên suy nghĩ ngây thơ, cố ý nhắc đến người phụ nữ tri thức vừa gặp ở siêu thị trong lúc nói chuyện. Thấy tiểu tinh quái nghe nghiêm túc, còn gật đầu phụ họa, như thể đang nghe chuyện mà không có biểu cảm gì khác. Thẩm ân thấy lồng ngực căng cứng, nói thẳng ra cô ấy bắt chuyện với tôi. Nói rồi anh nhìn gương mặt cô chăm chú, sợ sẽ bỏ qua chút biển đổi cảm xúc rất nhỏ nào đó. Ấy vậy mà gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo chỉ lộ vẻ kinh ngạc, sau đó đôi mắt hạnh cong cong hình trăng lưỡi liềm, vậy thì tốt mà, nếu tiến triển thuận lợi, chưa đến 30 anh đã có thể lập gia đình rồi. Đến khi đó nhà sẽ có thêm người nữa, vui biết mấy. Ha ha, thẩm ân liếm răng, cố nặn ra hai từ, ánh mắt lập tức tối đen, cô chỉ muốn nói vậy với tôi thôi hả? À? Vậy thì, chúc mừng. Sắc mặt Thẩm Ân tối đen, yêu tinh cỏ bốn lá ngây ngô chọc chọc hai ngón tay vào nhau, không hiểu sao người đàn ông này nói chờ mặt là chờ mặt ngay vậy. Mới nãy vẫn còn vui vẻ thế mà ngay sau đó đã lại cáu giận rồi. Lẽ nào cô nói sai à? Thẩm Ân chậm rãi thở ra, bình tĩnh lại, nghiêm túc nói, nếu tôi cưới người phụ nữ khác thì cô sẽ không được ở cùng tôi nữa, cũng không được leo lên giường tôi nữa. Tất nhiên, tôi cũng không thể mua đồ ăn vặt cho cô nữa càng không thể đặc biệt xuống bếp chiên gà cho cô ăn tại sao thiếu nữ ngạc nhiên không buồn ăn đồ ăn vặt tiếp bởi vì người đàn ông nở nụ cười hoàn mỹ tôi phải có trách nhiệm với vợ mình vậy vậy tôi phải làm sao yêu tinh cỏ bốn lá kinh hãi đến mức dép cũng không đi đôi chân trần trắng trèo chạy bước nhỏ đến trước mặt anh cúi đầu anh đừng vứt bỏ tôi giọng nói nghẹn ngào như thể ngay giây tiếp theo cô sẽ khóc nấp lên bé con đáng thương, ấm ức như vậy đúng là khiến người ta không nhẫn tâm chút nào. Thẩm ân dịu dòng, tay nghịch mái tóc đen dài của thiếu nữ, nâng cầm cô lên, cười tôi đâu có vứt bỏ cô, chỉ là đang diễn tả tương lai theo cách khác thôi. Nếu tôi nói vậy, cô còn muốn chúc mừng tôi không, Nguyễn Nguyễn? Tiểu tinh quay lắc đầu người nguẩy, bĩu môi ấm ức, giọng nói tự nhiên cũng nhỏ đi, sớm muộn gì anh cũng có gia đình, đến khi đó vẫn sẽ đuổi tôi đi thôi vậy nên chỉ có một biện pháp vẹn cả đôi đường thôi. Anh đổi sắc mặt, ngón tay nắm cầm cô gái gãi như gãi mèo. Anh nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô, khẽ cười tiến sát lại, hôn lên đôi môi đỏ mọng gần ngay trước mặt mình. Em kết hôn với anh đi. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.